去哪里啊？我能否跟着呢？雨下的那么大，你又在哪里呢？如果此刻不能拥抱你，想呼吸没办法。我真的没有想过今天是星期几，整个脑海里全都是你。放下一切去见Tập 19. Tôi chia sẻ số liệu tổ mộc với mọi người. Trong ngày hội nữ trang tháng trước, tổng mức tiêu thụ của chúng tôi là 384.530.404.561 tỷ. Bình quân mỗi khách hàng đều tiêu thụ 236 tỷ. Tôi có thể đứng đây chia sẻ một câu chuyện nhỏ với mọi người. Chính là vào ngày lễ thời trang nữ, trước ngày hội mua sắm năm 3 tháng, nội y 32 độ cho chúng tôi thiết kế bán tổng cộng 1.000 bộ. Không phải tôi muốn nói với mọi người chúng tôi đã nỗ lực bán ra 1.000 sản phẩm như thế nào, mà tôi muốn nói 1.000 khách hàng này, khách hàng thực sự chọn tin tưởng chúng tôi trong 3 tháng vừa qua. Bọn họ đã sáng tạo tổng cộng tổng tiêu thụ 2.740.8.535 tỷ, bình quân mỗi người tiêu gần 30.000 tỷ. Con số này vượt qua mức tiêu thụ của ngày lễ thời trang 100 lần. Vậy cho nên chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống hội viên siêu cấp hoàn toàn mới. Đây chính là chúng tôi trong thực tế. Dừng. Sao vậy lão đại? Tử Miêu, tôi nghĩ từ hội viên siêu cấp này có phải hơi phân biệt hay không? Hay là sửa lại đi? Lúc này rồi đừng tỉ mỉ các từ quá. Từ trước chúng ta hợp mất một tuần mới quyết định. Lúc đó sao cô không nghĩ? Trời, lúc đó cảm xúc tôi không được mạnh. Chúng ta không thể làm việc dựa theo cảm xúc được. Cô phải đáng tin, nếu không mọi người sẽ sụp đổ mất. Hay chúng ta tìm Nam Nam thương lượng, thay kịch bản diễn thuyết. Nam Nam đã trên bờ vực sụp đổ rồi, cô chắc chắn đi tìm được cậu ấy đâu. Chắc chắn. Vậy thì đi. Chuyện gì vậy? Ghi âm bản thảo tin tức. Tôi nói này, mấy fan này là ai vậy? Là đoàn tiếp ứng của cô. Đoàn tiếp ứng? Đây là lễ phát biểu của công ty chúng ta, không phải lễ gặp mặt thiếu nữ thần tượng. Cô nghĩ đi, hậu thuẫn khí thế ngút trời như họ, sao chúng ta có thể thiếu? Bọn họ cũng cực khổ quá. Cô nhớ sau khi kết thúc hoạt động, đến kho tìm quà lưu niệm hay cái gì tặng cho họ đi. Phải rồi, chuẩn bị bữa trưa văn phòng nữa, đừng để họ đói. Được rồi lão đại, cô mau nghĩ xem rốt cuộc chúng ta nên sửa thế nào đi, nếu không lát nữa không kịp. Lão đại, cô nhìn màn hình đi. Lần này Nam Nam sức đầu mẻ tráng lắm đi. Máy tính dùng để phát clip này đúng là quá cũ rồi. Bản thảo diễn thuyết tôi mang tới là quá mới. Dù cái này không thể hiện được hết. Không phải anh đem máy tính theo sao? Hay trực tiếp dùng máy tính của anh đi. Tôi đã thử rồi. Nhưng mấy thiết bị loạn cào cào này đều do máy tính cùi để khống chế. Nếu dùng máy tính của tôi sợ sân khấu sao loạn hết. Phối hợp cẩn thận thử chắc cũng mất một ngày. Nếu biến bản thảo diễn thuyết thành bản file thì sao? Máy tính này dùng bản file được không? Không được, đồ họa của tôi cực khổ ngồi làm, không thể vô tác dụng. Hiệu quả trình chiếu của cái này quan trọng lắm. Cái này hơn nữa tôi còn cần làm diễn thuyết sản phẩm. Bỏ đi, nói với cô cũng không hiểu. Nhưng chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Còn 4 tiếng 23 phút. Tôi muốn nâng cấp hệ thống cái máy tính cùi này một chút. Ổ cứng mới đang đến rồi. À phải rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Lão đại muốn. Không có gì, anh cố gắng chịu dày dò đi. Cố lên. Cô có phải có chuyện giấu tôi đúng không? Tôi không có. Thật không? Vậy tôi đi trước đây. Cô gái toàn bí mật.
Sao cậu lại có bộ dạng muốn chết như vậy? Gần đây hơi mệt. Vì lễ phát biểu sao? Không, còn chuyện khác. Cậu thực sự buông ba về chuyện của Sở Sở và những chuyện khác. Tôi nhớ đúng là vậy thật. Sao lại phỏng vấn tôi? Không phải cậu nên đi theo cô ấy? Cậu vẫn đang ghen sao? Tôi đâu có. Không sao, ăn nhiều vào. Sợ sợ nói thích nhìn cậu ghen. Có điều bất kể nói thế nào, cậu là bạn trai của Giang Sợ Sợ. Viết sách cho cô ấy, tôi đương nhiên phải phỏng vấn cậu. Được, hỏi đi. Nam Nam, vừa đúng lúc tôi muốn sửa bản thảo diễn thuyết. Lão đại cái đó, bà chủ, cô có mời người của V Thời Thượng đến tham gia lễ phát biểu không? V Thời Thượng, liên quan tới việc V Thời Thượng tiến quân vào Trung Quốc, anh nghĩ sao? Từ trên trời rơi xuống địa ngục, khoa trương vậy sao? Từ sau lễ phát biểu của V Thời Thượng, một tuần gần đây chúng tôi đã không ngừng mở rộng đầu tư. Thời gian live stream cũng tăng, nhưng lượng tiêu thụ vẫn tụt dốc. Có phải vì quan hệ của những người cạnh tranh khác không? Ví dụ như Felix. Chúng tôi điều tra rồi, không chỉ Sở Sở, các sản phẩm của người nổi tiếng trên mạng khác cũng đang tụt dốc. Cậu chắc chắn do người của V Thời Thượng đạo diễn sao? Sân khấu này do V Thời Thượng nguồn tài nguyên sản phẩm đầy đủ. Có điều đây không phải then chốt. Không phải then chốt. Trước đây chúng tôi cạnh tranh với chị A chỉ là thiết kế sản phẩm và năng lực thêm fan. Thực ra về phần thương hiệu mọi người cũng gần như nhau, nhưng trước mặt V Thời Thượng, khoảng cách thương hiệu cực lớn này sẽ khiến người tiêu dùng cảm thấy chúng tôi là hàng chợ. Thật ra còn có một chuyện nữa. Anh bảo tìm Sở Sở nói chuyện sao? Yên tâm, tôi sẽ làm, nhưng phải theo tiết tấu của tôi. Được. Chị A, thật ra chị nên cảm ơn tôi đã cho chị một cơ hội lui toàn bộ về sau. Tôi biết sản nghiệp giống hồng là một miếng bánh, bây giờ V Thời Thượng cắt mất nửa cái bánh, nó sẽ nhỏ đi. Mọi người sẽ nghĩ thế nào? Thứ tiếp theo sau đây là cuộc đấu tranh rất mực tàn khốc. Nhưng mà tôi không hiểu, sao anh phải tích cực đi sâu vào lúc này? Cái cục diện mà cô cho là anh chết tôi sống chẳng qua chỉ là cảnh tượng ở góc độ của cô. Nhưng mà trong mắt tôi, đó chỉ là một miếng bánh đang đợi tôi mang đi. Tôi không có kết cấu lớn như anh, tôi cũng lười quan tâm. Đứng lại. Điều khoản thu mua có quy định, cô có thể đi, nhưng nhân viên ở đây thì phải ở lại. Anh ta không được đi. Cô, tôi có thể không dẫn anh ta đi. Cứ coi như anh sa thải anh ta rồi đi. Vậy nên dự đoán của cậu là sự xâm nhập của V Thời Thượng sẽ tăng cạnh tranh giữa các sản phẩm nội y trong nước, áp lực sinh tồn sẽ lớn hơn. Cho dù không phải đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ trở thành đối thủ. Vậy bây giờ mọi người mở lễ phát biểu, cũng phải đoàn kết sức mạnh, có thể đoàn kết được chứ. Tôi có nghĩ đến một vấn đề. Nếu cạnh tranh giữa các nhãn hiệu nội y của người nổi tiếng trên bài trở nên kịch liệt, kỳ thực lại là chuyện tốt của Lạc Thị, đúng không? Tôi chỉ có thể nói anh cũng khá nhạy cảm đấy. Vì mọi người đang cung cấp sản phẩm dây chuyền, nên cho dù giữa các nhãn hiệu là đối thủ cạnh tranh, cũng đều là bạn hợp tác của Lạc Thị. Nếu là anh, anh sẽ vì có nhiều bạn hợp tác hơn mà từ bỏ lợi ích của đoàn đội Sở Sở sao? Vậy nên anh muốn nói với tôi, Lạc Thị nghĩ đến nguy hiểm và lợi ích, chuẩn bị từ bỏ Sở Sở.
Xem ra còn nguy hơn cả cái này. Sợ sợ vẫn chưa biết đúng không? Lão đại không biết cái gì. Từ bỏ cái gì? Sao cô lại tới đây? Đúng vậy, không phải cô đang chuẩn bị cho lễ phát biểu sao? Đúng vậy, chính là để chuẩn bị cho lễ phát biểu. Chúng tôi phải chuẩn bị phúc lợi cho fan. Phúc lợi cho fan à? Có phải hai người nói xấu sau lưng lão đại không? Nói thật đi. Nói gì rồi? Chúng tôi nói Lạc Thiên Nhất, Luân Vĩ Đại. Lão đại các cô tuy không ở cùng anh ấy, nhưng Lạc Thiên Nhất lần nào cũng cứu cô ấy. Hình như chúng ta không nói cái này. Tôi không quan tâm. Anh Toàn nói dối thôi. Cái tôi viết mới là thật. Tiểu thư, đây là 50 cốc trà chanh của chị. Cảm ơn. 50 cốc trà chanh là 50 cốc trà chanh vô vô. Đây là phúc lợi cho fan mà cô nói sao? Đúng vậy. Trưởng tiệm phiền anh cho hai người chuyển tới chỗ hội trường hộ tôi. Tiểu thư, tay của nhân viên trong tiệm đều run hết rồi, không chuyển được đâu. Vậy được rồi thầy Phùng, tôi rất thích cách của anh. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Được. Được. Có phải cô đề xuất thầy Phùng cho tôi không? Là người thiết kế áo cho Sở Sở. Đúng là tên thần kinh. Không cần chúng ta nói gì, chỉ cần ném bơm vào là nổ. Nói không chừng hôm nay tôi đến hiện trường sẽ được xem kịch hay. Chào cô Giang Sở Sở, tôi là Lý Nga của V Thời Thượng. Thì ra là người Trung Quốc. Tôi chỉ là người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tôi là người Anh gốc Hoa. Xin mời ngồi. Được. Được rồi, chúng ta nói trực tiếp luôn. V Thời Thượng chúng tôi rất hứng thú được hợp tác với các cô. Thực ra bình thường chúng tôi cũng là fan của V Thời Thượng, nên nếu chúng ta hợp tác cùng thiết kế sản phẩm, tôi rất vui. Hợp tác? Không, cô hiểu lầm rồi. Kế hoạch của chúng tôi rất trực tiếp. Chúng tôi hy vọng lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng của cô, giúp chúng tôi tiến vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc, bán hàng giúp mọi người. Đúng vậy. Thật ra chúng tôi có suy nghĩ đến các người mẫu và minh tinh đại ngôn khác, nhưng tổ số liệu nói với tôi, cô là người nổi tiếng trên mạng đứng đầu trong lĩnh vực này, có ảnh hưởng rất lớn với việc mua bán. Tôi rất vinh hạnh được mọi người khẳng định. Cô có thể xem hợp đồng trước. Tập đoàn xuyên quốc gia như V Thời Thượng có rất nhiều yêu cầu phức tạp, thậm chí một vài nội dung có tính chiến lược cao, không thân thiện lắm. Chúng tôi sẽ yêu cầu nhãn hiệu của cô từ bỏ tất cả những mặt hàng xung đột với V Thời Thượng. Hơn nữa, tiền để ký hợp đồng là cô bắt buộc phải đạt được thành tích tiêu chuẩn do chúng tôi đề ra, 50 triệu fan. Còn có lượng tiêu thụ mỗi ngày phải quá 10 triệu nhân dân tệ. Cô cứ xem hợp đồng rồi từ từ suy nghĩ. Được. Cô Giang, chúng tôi rất có thiện ý. Tuy yêu cầu của chúng tôi rất nhiều, nhưng cũng sẽ cho cô một báo đáp khả quan. Bước đầu tiên của thời trang Victoria tại Trung Quốc sẽ được bắt đầu một cách hoàn hảo. Tất cả tổ chúng tôi cảm thấy vô cùng vui khi được hợp tác với cô. Với chúng tôi, cô chính là một lựa chọn hoàn hảo về tất cả các mặt. Cảm ơn. Không còn sớm nữa, tôi cũng phải đi rồi. Nếu cậu cảm thấy hứng thú, có thể tới phỏng vấn. Anh không giúp Sở Sở chuẩn bị họp báo, anh đi gặp ai à? Là người đầu tư của văn phòng thời kỳ đầu của Sở Sở. Cậu đừng nói với Sở Sở đấy. Anh thấy tôi có giống người giữ bí mật không? Vậy cậu cứ nói với cô ấy. Lạc Thiên Nhất đâu? Cô dành hết tình yêu cho fan rồi, cho nên bạn trai cô đau lòng quá bỏ đi. Cậu phỏng vấn có phỏng vấn được bí mật nhỏ của Lạc Thiên Nhất không?
bí mật nhỏ, hình như là có, nhưng anh ấy không nói rõ với tôi. Có bí mật thật sao? Phải, Sở Sở cuối cùng tìm được cậu rồi. Cậu vừa đi đâu vậy? Không hay rồi, mau qua đây. Sao vậy? Giám đốc Lạc, theo chỉ thị của anh, tôi đã tập trung hết tất cả khả năng có thể của chúng ta vào hoạt động 11-11 lần này. Những gì khác không được chủ tịch phê chuẩn thì cũng hết cách. Được, dùng hết tài sản cá nhân của tôi qua trước, tiền đầu tư cũng chuẩn bị luôn. Dân, ngoài ra bên Lạc Thị vẫn chưa công khai tin thay đổi nhân sự. Dù sao tôi cũng là cổ đông lớn, vẫn mong xử lý kín đáo một chút. Hợp tác của Lạc Thị và Felix cơ bản đã được xác nhận rồi. Chúng ta không thể đảm bảo là Ngải Tư Thục cũng sẽ kinh tiến. Ngải Tư Thục đúng là không chắc được. Nhưng tôi đã bảo Sở Sở đừng nhấn mạnh quan hệ của Lạc Thị và Felix tại buổi họp báo, cho nên chắc là vẫn được một chút. Ngoài ra, giám đốc Lạc à, chúng ta có chắc là phải tìm cô ấy không? Vẫn phải đi gặp thôi. Tuy tôi biết cô ấy chắc cũng không giúp được gì, nhưng ít ra cô ấy cũng có thể giải đáp được nghi hoặc của tôi. Vâng. Nam Nam, cảm ơn. Tôi có chút việc muốn bàn với anh, có được không? Cô muốn từ chức? Sao anh biết? Gần đây cô kỳ lạ quá. Tôi xem lại lịch trình của cô, tra xem dòng thời gian trên WeChat của cô và Stella, còn cả Weibo. Sau đó hack xem tin chỉ mình tôi xem Weibo của cô là biết. Cái gì? Anh vừa nói anh hack cái gì? Tóm lại, cô không được từ chức. Tại sao? Tôi đã học được rất nhiều thứ từ lão đại. Hơn nữa thế giới 2D, ước mơ của tôi. Tại sao tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình? Nếu mà cô nghỉ việc thì tôi không còn được gặp cô mỗi ngày nữa. Cái gì? Tôi nói, nếu mà cô nghỉ việc, tôi không còn được gặp cô mỗi ngày. Tôi nghe thấy rồi. Tôi... Có phải là tôi không nên xuất hiện ở đây không? Anh đang ghi gì vậy? Tôi vốn là muốn tới cùng mọi người bàn bạc một chút về thời gian phỏng vấn của fan, nhưng đoạn nhạc phim đó tôi cũng rất thích. Đoạn này tôi sẽ viết kỹ lại. Vừa rồi có hai nhãn hiệu nói muốn chấm dứt quan hệ hợp tác lần này với chúng ta. Tại sao? Hình như nói là họ ký được hợp đồng hợp tác chiến lược với bên Felix rồi. Bỏ đi. Thôi cứ như vậy. Việc này đâu thể cưỡng ép. Đúng rồi, Sở Sở. Mình có tin này, nhất định phải nói với cậu. Có liên quan tới Lạc Thị. Giám đốc Lạc đích thân tới gặp tôi, đúng là khiến tôi hơi bất ngờ. Đâu có, chị Ngải là tiền bối, tới tìm chị là việc nên làm. Sở Sở không phải gần đây đang bận việc họp báo sao? Sao cậu không giúp cô ấy? Lần này tôi tới thực ra cũng là giúp. Sở Sở, tôi tìm chị là có chuyện cần chị giúp. Xem cậu nói kìa, cậu cũng biết tình hình hiện tại của công ty tôi. Nếu giờ có thể giúp được gì, cậu cứ nói. Hôm nay tới đây, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình. Trước đây tôi với Sở Sở đều là cùng hợp tác làm dự án. Lần này tới cũng là muốn giúp Sở Sở bàn việc đầu tư. Tôi sắp xếp lại quyền đầu tư của công ty mới phát hiện ra người trước đây đầu tư cho cô ấy là chị. Cái gì? Cậu nói tập đoàn Lạc Thị hợp tác với Felix. Sao cậu biết tin này? Cái này đương nhiên là tin nội bộ rồi. Tin nội bộ đáng tin không? Chắc chắn đáng tin. Mình là ai chứ? Việc này Lạc Thiên Nhất không nói gì với cậu sao? Không. Lẽ nào anh ấy không biết? Nếu tin Lạc Thị với Felix hợp tác chiến lược với nhau, sau khi mọi người được biết thì truyền thông và phóng viên ở buổi họp báo hôm nay lại lôi cậu ra làm trò cười cho bà xem. Vừa
Vừa rồi có một nhà thiết kế thầy Phùng nhắc Weber chính thức của chúng ta, nói anh ấy có ý kiến nghiêm trọng với sản phẩm của chúng ta, yêu cầu chúng ta dừng hợp báo công bố sản phẩm mới dịp 11 tháng 11. Như vậy là sao? Anh ấy nói anh ấy đã xem qua kế hoạch 11-11 của chúng ta, thế là quan điểm mọi người không phù hợp. Quan điểm không phù hợp là ý gì? Được rồi, giờ tôi không có thời gian quan tâm mấy việc này. Anh ta muốn nghĩ gì cho anh ta nghĩ, nhưng không được. Giờ anh ta không phải là muốn nghĩ, anh ta muốn một câu trả lời. Câu trả lời? Đúng, anh ta tới đằng sau cánh gà rồi. Hơn nữa, vừa rồi anh ta còn đăng bài lên Weibo, công kích chúng ta, nói chúng ta hoàn toàn không tôn trọng nghệ thuật, còn muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta. Anh ta cũng có sức ảnh hưởng trong giới thiết kế. Nói chuyện này không giải quyết sớm, sớm muộn cũng to chuyện đấy. Được, tôi đi xử lý một chút. Người anh em, anh nói xem, lâu như vậy rồi cũng không thấy anh nói gì. Chắc không phải anh bị câm rồi chứ? Chị A đúng là được lắm. Vì để che giấu hành tung của mình mà để tinh câm làm trợ lý. Tôi biết nói. Anh biết. Biết tại sao không nói luôn đi, còn giết làm gì? Anh đừng có giết nữa. Sao vậy, anh viêm họng sao? Há mồm ra tôi coi nào. Tôi làm ăn ấy có lẽ không thích quan thân, nhưng tôi rất tán thưởng Sở Sở. Không, có thể nói tôi rất thích Giang Sở Sở. Lúc tôi còn trẻ cũng giống cô ấy, tràn đầy nhiệt huyết, trong đầu luôn tràn ý tưởng, cố gắng. Nhưng mà cuối cùng thực tế khiến tôi thành một người làm ăn. Nhưng mà Sở Sở, cô ấy thực sự có thể liều mình vì lý tưởng. Mỗi lần tôi thấy cô ấy làm những việc mà tôi muốn mà không dám làm, tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cô ấy đầu óc hơi đơn giản. Cậu không phải thích cái sự đơn giản đó sao? Cô ấy thực sự rất tốt. Cô ấy có thể khiến người khác nhớ tới mà cười như cậu đây này. Cho nên lúc đầu Sở Sở định làm văn phòng, tôi đúng là đã đầu tư cho cô ấy một ít. Thực ra tôi cũng không hy vọng được lợi nhuận gì. Tôi chỉ nghĩ đầu tư cho cô ấy cũng giống như đầu tư cho tôi hồi trẻ. Nhưng mỗi ngày tôi thấy cô ấy cố gắng như vậy, tôi thực sự cảm thấy khá vui. Nhưng về sau, thì sao? Cô ấy cạnh tranh trực diện với tôi, nói muốn mua lại cổ phần của tôi, sau đó lại nói mình không có tiền. Mấy lần này cũng không chỉ có cô ấy mới nói được. Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng đồng ý với cô ấy. Tôi đã ký với cô ấy một bản thỏa thuận. Từ đó tôi từ bỏ quyền cổ đông của mình, cô ấy dần dần mua lại cổ phần của tôi. Kết quả bây giờ, trong tay tôi còn một ít cổ phần của phòng làm việc của cô ấy, mà cổ phần trong công ty của tôi thì lại không thừa lại chút nào. Nhưng tôi thấy giờ chị rút là một lựa chọn sáng suốt để bảo vệ mình, khá là sáng suốt. Được rồi, không nói mấy chuyện này. Tôi cũng biết được chút thông tin của các cậu từ chỗ của Philip. Thực ra hôm nay tôi cũng có nhiệm vụ. Chỗ tôi có món đồ, có lẽ là sẽ giúp được các cậu. Nhưng Sợ Sợ chắc chắn là không thích. Nhưng tôi thấy nói trước với cậu cũng không sao. Dù sao cần sự đồng ý của cậu. Được, chị nói đi. Chỉ cần có thể giúp được Sở Sở là được. Lão già anh thú vị đấy. Thằng nhóc cậu cũng thú vị đấy. Thầy Phong, chào anh. Không cần giả mờ. Những kẻ tư bản vô liêm sĩ các người chưa bao giờ biết tôn trọng tác phẩm của chúng tôi, chỉ biết ăn trộm thành quả của chúng tôi. Có tiền thì ngon lắm sao? Các người làm vậy chính là dùng tiền để sỉ nhục nghệ thuật của tôi. Thầy Phùng, chúng ta bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Cô xem đi, đây là thiết kế ban đầu của tôi, đây là sản phẩm cuối cùng của các người. Cái cúc này là lén tôi để đổi, đường cắt cũng thay đổi, chất giải cảm giác đều hoàn toàn khác hẳn với yêu cầu của tôi. Mấy người hãy cho tôi lời giải thích hoàn mỹ đi. Không phải đâu thầy Phùng, anh xem điều này trước đây cũng đã từng nói với anh rồi. Bản thiết kế ban đầu của anh chúng tôi vô cùng thích, nhưng anh cũng biết chúng tôi xuất phát từ việc nghĩ đến giá thành và tính bền lâu của sản phẩm. Vì vậy chúng tôi điều chỉnh một chút. Những điều này ban đầu anh cũng đồng ý rồi.
Tôi chỉ đồng ý với những điều chỉnh nhỏ. Đây là sự điều chỉnh nhỏ sao? Đây là có ác ý thay đổi thiết kế của tôi. Thầy Phùng, chúng ta bình tĩnh lại đã. Nếu như anh không hài lòng về thành phẩm, vậy thì chúng ta lấy sản phẩm xuống kệ, chúng ta không bán nữa. Cái gì? Bỏ sản phẩm của tôi xuống khỏi giá. Lỗi các cô phạm phải, dựa vào đâu bỏ sản phẩm của tôi xuống khỏi giá? Mặt của tôi biết giấu đi đâu, còn định giá nữa. Ôi mẹ ơi, tức chết tôi rồi. 388 tệ. Tôi là nhà thiết kế có thâm niên nhất Trung Quốc này. Sản phẩm tôi thiết kế sao bán rẻ như vậy được? Xin lỗi thầy Phùng, nhưng anh xem cũng gần đến ngày 11 tháng 11 rồi. Trên diễn đàn cũng đã chốt giá, giá này không thể thay đổi nữa. Thầy Phùng, anh đừng làm khó chúng tôi được không? Chúng tôi nếu không cho xuống khỏi giá thì không được. Cho xuống cũng không xong. Chút lại nói chúng tôi là nhà tư bản dùng tiền sử dụng nghệ thuật của anh. Chút lại nói định giá quá thấp, cũng sử dụng nghệ thuật của anh. Vậy xin hỏi rốt cuộc nghệ thuật của anh bao nhiêu tiền? Angela, cô nói chuyện với thầy Phùng như vậy sao? Được lắm. Lúc mới tìm tôi thì nói hay lắm. Bây giờ đối xử với tôi như vậy. Được, chúng ta cứ chờ xem. Thầy Phùng này đúng là mắc chứng quan tưởng. Tôi không hầu hạ được đâu. Đúng là anh ta đang gây sự vô cớ. Nhưng hai người đối xử với anh ta như vậy, anh ta sẽ gây rối đấy. Angela, cô nhanh đi xin lỗi thầy Phùng đi. Nói chuyện hòa bình với anh ta một chút, giải thích ý nghĩa hợp tác của chúng ta. Sao tôi phải đi xin lỗi anh ta chứ? Là do hai người họ cãi nhau trước. Hơn nữa bây giờ, vấn đề của Lạc Thị mới là quan trọng. Lạc Thị, mọi người biết hết rồi sao? Cậu cũng biết à? Ừ, không phải là chuyện Lạc Thi bị miễn chức CEO sao? Cái gì? Chuyện cô biết không phải chuyện này à? Lão đại, không hay rồi. Cô ấy vừa rồi cũng đã nghe rồi. Tôi nghe thấy cái gì chứ? Chính là chuyện mà cô muốn nói với lão đại đấy. Lão đại biết rồi. Lão đại, chị biết chuyện tôi từ chức sao? Cái gì? Tôi... Rốt cuộc cô muốn nói gì với chúng tôi? Điều tôi muốn nói là tập đoàn Lạc Thị ký kết hợp tác thành công với Philips rồi. Chúng ta bị cho đi tàu bay giấy rồi. Điều này tôi không biết thật. Tôi biết, bây giờ nhà báo phóng viên đang chặn ở ngoài cửa rồi. Hả? Điều này, đây là Philip muốn thu mua văn phòng làm việc của Giang Sở Sở. Giá cả tuyệt đối hợp lý. Hơn nữa điều khoản bên trong cũng rất công bằng. Cậu có thể đối chiếu một chút. Chắc cậu biết rõ. Bây giờ bất kể đối mặt với Victoria hay tập đoàn Philip, Giang Sở Sở tuyệt đối chỉ có con đường chết mà thôi. Bán ra mới là sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà hợp đồng này cần được cổ đông ký. Tôi đã ký rồi. Tôi biết cậu có một ít cổ phần. Vì vậy nếu như cậu đồng ý thì cậu có thể ký trước, sau đó đi tìm Sở Sở. Sở Sở nhất định sẽ không đồng ý đâu. Cậu từng nói để cô ấy tự quyết định. Cậu chỉ cần quyết định cho cậu là được. Chủ tịch Lạc, văn phòng làm việc của Philip đưa tin rồi. Cô Sở Sở, chúng tôi có vấn đề muốn hỏi cô. Cô Sở Sở, chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô. Xin hỏi, hôm nay có rất nhiều nhà thiết kế thời trang trong nước liên tiếp tẩy chay thương hiệu của cô cảm thấy thế nào? Chiến lược hợp tác vừa rồi của tập đoàn Philip và Lạc Thị có ảnh hưởng với cô không? Vừa rồi tập đoàn Lạc Thị có phát biểu Thanh Minh nói Lạc Thiên Nhất, nói rằng cô chuẩn bị di dân đến Australia. Điều này có thật không? Cô Sở Sở, những điều này là thật sao? Cô mau nói đi, nói gì đi. Cô Sở Sở, mau nói gì đi. Xin lỗi, xin lỗi. Được rồi, coi như hôm nay tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng thành công rút lui được rồi. Vậy chị A, tiếp sau đây có dự định gì không? Cậu cũng biết công ty của tôi bán rồi, sẽ được thanh toán trong kỳ này. Trong vòng 3 năm tôi sẽ không được làm những việc liên quan tới ngành nghề này. Trạng thái của tôi bây giờ giống như là nghỉ hưu vậy. Tôi đã dành nửa đời cho sự nghiệp. Tiếp theo đây tôi muốn hưởng thụ cuộc sống hai người với chồng mình. Bất luận cuối cùng kết quả thế nào, tôi hy vọng cậu đừng hối hận vì lựa chọn của mình. Chị A, chúc cho chị hạnh phúc. Làm được lắm. Nhất định là Sở Sở dao động rồi. Nhưng cô ta có ký hay không tôi không dám chắc đâu. Tôi có đường lui. Đường lui.
Philip các anh cũng đưa cho Sở Sở một hợp đồng thu mua sao? Đúng là không giấu nổi người từng trải như anh. Điều này được gọi là bảo hiểm kép. Vậy đối với Victoria của chúng tôi, có để lại đường lui không? Các anh là tập đoàn lớn, động thái của công ty nhỏ chúng tôi đây, trong mắt các anh mà nói, chỉ là cử động nhỏ mà thôi. Đúng là mệt thật. Làm ăn cùng với kiểu người như các cậu đúng là phiền phức. Vậy là không đúng. Hợp tác cùng với công ty con như chúng tôi thì sẽ càng tạo ra được nhiều không gian cho các anh. Anh làm giám đốc cũng đâu phải chỉ dựa vào tiền lương để nuôi mình không thôi. Giá trị bằng tiền là 500 triệu nhưng được định giá 8 tỷ. Sau khi chuyện thành công, tôi chỉ có một yêu cầu. Đối với sự hợp tác của chúng ta, nghe lời là được. Những chuyện dây cà ra dây múa sau này bớt làm đi. Anh với tôi đều lấy việc công để làm việc tư. Anh vì muốn có được thù lao, còn tôi vì muốn báo thù. Theo như kinh nghiệm của tôi, làm việc với mấy tên mơ mộng, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Các cậu có một câu thành ngữ gọi là gì ấy? Chó cùng rứt dậu. Vậy thì chúng ta sẽ xây một cái tường thật cao. Cạn ly. Đến muộn rồi. Không sao. Tình huống vừa rồi, anh đến cũng chỉ loạn thêm thôi. Hội tử Miêu đâu? Cao Tây dẫn họ đi an ủi các fan và đi xin lỗi cánh phóng viên rồi. Hình như vừa rồi có phóng viên bị thương. Nghiêm trọng vậy sao? Lạc Thị đối với anh như vậy, anh không phản kích sao? Bây giờ anh vẫn là chủ tịch và đại cổ đông của công ty. Cách chức CEO của anh chỉ có thể nói vào lúc đây là do bọn họ sợ. Sợ à? Phải. Sợ thời trang Victoria, sợ Felix, sợ chúng ta. Có điều đứng ở góc độ của những cổ đông, họ làm như vậy anh có thể hiểu được. Nhưng chúng ta không làm gì. Anh nói xem, ngày mai cánh báo chí sẽ nói chúng ta như thế nào đây? Anh không biết. Bây giờ loạn như vậy, giới truyền thông muốn dán nó lên cũng tốt, để xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Chúng ta đã bị loại rồi sao?
知道你都现在刚刚准备好面对过去自己的拷问，你是否变得不再纯粹，成为了谁的朋友呢？你既然为了变得尊贵去和金钱浪费口舌，还记得吗？答应过他的话，想想为何别人的目光对你而言变那么可怕，连你都忘了，那你故事该由谁去刻画？被他夸奖过的歌词是否依然像风沙？Just like every time she waited for you to come along. Please don't let it go. Since the fate we're